Vâng, xin chào anh chị các bạn trở lại với chương trình xe hơi. Đây hôm nay em quay toàn bộ là màu vàng cam của Wightrack, và phiên bản này là phiên bản Everest Wightrack nhé. 7 chỗ gầm cao, bản full 2 cầu. Bản này thì là bản mới ra mắt tầm cuối tháng 4. Và đây là bản có giá tiền cao nhất, 1 tỷ 499 triệu đồng, gọi là mất 1 đồng rưỡi đây. Thì nó có một số cái điểm lưu ý như này. Đây em quay luôn. Từ tháng 6 thì toàn bộ xe Ford mình sẽ có một chút lưu ý về nhiên liệu sử dụng nhé. Ví dụ như là động cơ dầu thì mình dùng dầu diesel 01, còn với động cơ xăng trên Territory thì mình dùng xăng 95 nhé. Cái này thì nó sẽ hiển thị ở trên cái biên bản bàn giao khi mà bọn em giao xe cho các bác. Đấy. Cái thứ hai là mẫu xe này thì hiện nay lăn bánh nó sẽ đâu đó vào khoảng hơn 1.6 một chút. Có khuyến mại trực tiếp về tiền mặt cũng như là phụ kiện. Ví dụ như xe này chúng bọn em đã có gắn phim này, trải sàn da này. Đấy. Camera hành trình Full HD, kết nối điện thoại. Ngoài ra thì vẫn có một số phụ kiện và quà tặng kèm theo. Bản này là bản 2 cầu. So với bản 2 cầu full đấy, ví dụ như chúng ta với bản Everest chúng ta có hai lựa chọn về nội thất, ngoại thất để chúng ta tăng tối đa là 14 triệu đấy. Thì bản này thì về cấu hình các thứ thì nó cũng không khác gì nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ có màu ngoại thất cam giống như trên Wightrack và chỉ cam thể thao như này đấy, nó cũng là chỉ ghế da trên Wightrack luôn. Hiện nay thì vay lãi suất ngân hàng với các bác mua thì lãi suất cố định trong thời gian từ 5 đến 7 năm sẽ là khoảng 10,6% một năm, toàn bộ thời gian vay nhé, 10,6%. Cái này thì nó yêu cầu hồ sơ tài chính cá nhân khá là cao, mình có nhu cầu thì phải liên hệ trước cho bên em check CIC, kiểm tra một số về khả năng tài chính của mình nhé. Còn nếu không với các thương mại, ngân hàng thương mại cổ phần thì cái lãi suất nó sẽ dao động vào khoảng 11-13% sau năm thứ hai. Đấy, thường thì các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sẽ hỗ trợ năm đầu đâu đó khoảng dưới 10%, sau đó thì chúng ta sẽ có cái biên độ khoảng 4-4.5% cộng với lãi suất tiền gửi của nhà nước đó. Về cơ bản thì vay trả góp là như vậy. Các bản Everest trong tháng này thì đều có khuyến mại về tiền mặt cũng như là phụ kiện. Các bác lưu ý giúp em là mình đang có cái trình đề xuất giảm lệ phí trước bạ. Tuy nhiên thì cái Ford Everest thì nó là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên là cái có giảm lệ phí trước bạ thì mẫu xe này cũng sẽ không được áp dụng nhé. Tất nhiên là có thể nếu mà khi được áp dụng thật cạnh tranh với Santa Fe hay là các mẫu xe khác thì chương trình khuyến mại các thứ nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì do quy định của hãng về chào giá thì em cũng không để public cái khuyến mại trong thời điểm này được. Đấy, các bác có nhu cầu thực tế thì alo trực tiếp qua bên em để bên em gửi báo giá nhé. Đây, mình đi một vòng. Cái mâm của Everest Wightrack nó sẽ khác với mâm của Wightrack nhé. Đây là mâm Wightrack này. Lốp cũng khác. Đấy, như bên này lốp giống nhau, đều là dùng lốp Territory hết. Ở thời điểm này các bác mua ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội hay một số tỉnh lân cận thì có thể alo trực tiếp qua bên em để hỗ trợ cái giá tốt nhất. Ở bên em thì có cái chương trình ưu đãi khá là tốt cho khách hàng các bác ở các tỉnh địa phương nêu trên. Rồi em quay nhanh qua cái con Everest Wightrack 2 cầu này. Về cơ bản thì nó không khác nhiều cấu hình và tính option so với phiên bản Everest 2 cầu bản full, nên là mình để alo trực tiếp để nhận được báo giá và xem xe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.